Em ơi có nghe chân tiếng chị kêu. Ba ơi, mình sai lên em. Dân đi chửi mướn mà kêu cứu là sao? Trước khi đi là chị dặn em rồi, đàn bà con gái công dung ngôn hạnh là phải đặt lên đầu. Mình đi chửi lộn mướn thì mình cũng phải sang chứ em. Mình đông mình chửi là nó đủ sợ rồi, có là em chọt chọt cái tay vô mặt nó chi vậy? Chơi mà chơi chỉ vô mặt rồi nó cắn sao mà la. Bởi từ đầu con bé nụ nó kêu tao bút mày là thấy sai sai rồi. Chị nhìn sơ em cái thằng là chị thấy em có căng liền luôn á, căng vô ray á.